Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC cùng 50 đồng phạm về các tội, thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ triệu tập hơn 30.400 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong lần bán ra đầu tiên của công ty FLC Faros FOS với tế tham dự với tư cách là bị hại. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán. Trước các sự việc như trên, những nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo và lưu ý những chiêu thức lùa gà của một số đối tượng, tránh rơi vào cạm bẫy để rồi chịu thiệt hại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!